Nãy giờ nè, chỗ xăng nè. Đó, xăng nè. Đó, 134 lít rồi thấy không? Thôi đổ 134 lít tổng tiền 5 triệu 170 ngàn. Rồi xăng mùa dịch lên giá gớm nha. Không biết đi chuyến này về được bao nhiêu tiền nữa. 5 triệu thấy lỗ rồi. Ôi cái thằng kia chắc cũng ghé đổ xăng á. Nó đang đứng nó chờ mình mà. Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Ok anh em. Thì ngày mai là một cái ngày lễ rất là đặc biệt. Đấy là cái ngày mà 2 tháng 9 là ngày Quốc Khánh của nước chúng mình, của nước Việt Nam nha. Đó, thì tạm thời thì Mẫn ngưng một cái hành trình của cái chuyến xe nghĩa tình. Đó, Mẫn ngưng một chuyến để mình làm một cái skin cũng như là một cái chuyến xe kỷ niệm về cái ngày Quốc Khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam anh em ha. Đó, thì đúng vào ngày mai là 76 năm ngày Quốc Khánh từ năm 1945 anh em ơi. Đó, và vẫn đã chuẩn bị một cái kinh xe rất là đặc biệt vào ngày này. Đó là cái ngày chào mừng ngày 2 tháng 9 là anh em. Đó, ngày Quốc Khánh ha. Đây, ở trên thân xe thì nó có những cái lá cờ Việt Nam nè. Đó. Đó, nó có một cái biểu chữ dòng chữ rất là dài, đó là chào mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam ha, có lá cờ của Việt Nam, cờ của Đảng. Đó, và cái biển số xe của ngày hôm nay là ngày Hà 26G1 02921, tức là ngày 2 tháng 9 năm 2021 anh em ơi. Đó, và cái 26G này là tức là do là hôm nay mình sẽ làm một cái video clip là mình sẽ chở khách từ ở Mộc Châu đi về Hà Nội để chúng ta thăm viếng lăng Bác vào cái ngày 2 tháng 9. Cho nên là anh em thấy là Mộc Châu là biển 26 đó anh em, ở Sơn La là 26 và phố Mộc Châu là 26G1 anh em nha. Đó. Và skin này thì vẫn đang bán với giá là 30k. Anh em nào mà muốn mua skin này để chạy cũng như là trong cái dịp livestream của mình á, thì anh em có thể alo Mẫn ở dưới, nó có cái đường link đó, anh em bấm vào đó anh em xem chi tiết về cái skin cũng như là về hình ảnh đó. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của anh em nữa, thì Mẫn check in trong xe cái rồi bắt đầu chúng ta lên đường thôi anh em. Bây giờ là 4 giờ sáng thì chúng ta sẽ đi sớm sớm tí xíu để đến Hà Nội là nó tầm khoảng chừng là 6 giờ 7 giờ để chúng ta có thể chuẩn bị cho cái buổi viếng thăm ha. Ok, bây giờ nè, đây là cái con xe Thaco Mobium 2019 và được nâng cấp lên phòng VIP ấy, và đang được bán bên Trần Đình Quốc An. Đây, ở trên xe đây là hành khách đang xem nào là hài kịch đồ vân vân được các kiểu. Đó, mỗi một xe như mỗi một cái chỗ ngồi như vậy thì nó có một cái phòng phòng nằm, nó có tivi, rồi có chai nước suối, có đồ mót được các kiểu, máy nghe nhạc vân vân. Đó là đây là một cái loại xe anh em, thường dùng để du lịch ấy, thì hôm nay dùng để chở khách hàng luôn. Ok, đây cho anh em coi lại cái skin ngày 2 tháng 9 ha. Đó, ngày mà 76 năm đó, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước anh em nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ lên xe. Đấy, ở chỗ mình giới thiệu tí xíu nha. Cái chỗ mới đang đậu đây là một cái khách sạn nè anh em. Đó, thì khách hàng đặt hẹn mình ở chỗ khách sạn nè, khách sạn Mộc Châu. Đó, thì bây giờ mình đậu ở đây rồi. Và giờ ở trên xe đó thì gồm có cũng không có đem gì nhiều anh em ơi, chỉ có một cái tượng Phật để mà cầu bình an khi mà di chuyển trên đường thôi. Anh em thấy rất là nhiều bác tài đem theo qua tượng Phật. Đó, một cái danh sách khi mà có danh sách những người tham gia trong chuyến hành trình. Đó, một cái lon coca để uống thôi. Đó, lon coca này thì để cho con ghệ uống nè, đây con ghệ ha. Đó, và ở đây cái lon này thì để mình uống, tại vì tài xế chạy xe vào ban đêm rất là dễ buồn ngủ anh em. Thì buồn ngủ chúng ta sẽ uống cái bồ cụng vô để nó đỡ buồn ngủ ha. Ok, bây giờ thì chúng ta lên đường thôi, nói bây giờ cũng hơi nhiều rồi. Hành lý, Đó, hành khách đang cho lên xe. mình mời mọi người lên xe. Ok, bây giờ chúng ta đóng cửa và chúng ta khởi động với chuyến hành trình anh em nha. Từ đây mà đi về tới Hà Nội anh em. Đây, đi về chuyến đi chúng ta là từ Mộc Châu đi về Hà Nội nè anh em.
thì nó tầm 165 cây đó. Lên đường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên đường anh em ơi. Ok, 5 giờ sáng luôn rồi, mình phải chạy nhanh nhanh đi xíu, không là lên đó nó chúng ta không kịp chuẩn bị. Ok anh em, bây giờ chúng ta đã bắt đầu chuyến hành trình tiến về Hà Nội anh em ơi. À. Đấy, ngày mai là một cái ngày rất là đặc biệt anh em nha. Ôi, ôi trời, cái gì đâu mà ở giữa đường mà có con ngựa đi ngang qua trời. Một trâu này nuôi mấy con ngựa rồi bắt từ lưa hết. Trời cũng là gần sáng rồi anh em, 5 giờ sáng rồi. Ta đi Mộc Châu mà đi ra Hà Nội thì giờ chúng ta sẽ lên đèo, hãy bắt buộc chúng ta phải lên qua cái đèo này cũng khá là nguy hiểm. Nhà cửa gì đâu, cái này cái giường chứ không phải cái nhà ha. Thường thường mấy cái nhà để mà trồng rau á, nó sẽ không có cái mái này, để cho khi nắng xuống thì nắng nó vô mấy cái cải đồ đó cho nó không có bị tốt tốt cái trồng nữa là ha. Đấy, chúng ta đang lên đèo đây anh em. Đây, đây là núi rồi anh em. Đó, chúng ta đang lên một cái đèo. Đó. Đi vào buổi sáng chút xíu thì nó cũng đỡ cái phần nào cái trời vậy là xe đông đó. Mà sáng thì xe nó cũng chưa đông lắm. Đấy, mặt trời bắt đầu lên lên đó nè. Đó, nên thấy không, đây mặt trời đang lên nè, có mặt trời đang núp ở sau cái núi và nó đang chờ đến cái giờ để mà nó lên. Đấy, chắc là tầm khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ thì mặt trời nó mới lú lên, giờ mới 5 giờ này còn hơi sớm. Wow, đường ở Mộc Châu còn sửa rồi các kiểu. Đó anh em thấy không, chúng ta bắt đầu lên một cái dốc nè anh em, lên là cái đèo nè. Xe phía trước là chiếc xe gì đây mà chạy ngày lễ mà không gắn biển số xe luôn mới ghê chứ. Kiểu này ra đường là mấy chú công an hàng chết. Xe chạy không có biển số xe luôn. Biết biết trước là chiếc Thaco này mà anh em, mà nó không có biển số xe. Đường này thì sẽ không có qua mặt được nha. Đường này rất là khó qua mặt anh em ơi. Đấy, mới nhắc là có cảnh sát giao thông ngay. Hai chiếc đó là bị phạt rồi đấy. Ok.
ngày mai là ngày rất là đặc biệt anh em nha. Ngày 2 tháng 9 là cái ngày kỷ niệm giải phóng thành phố Việt Nam thống nhất nước anh em ơi. Thì bạn nào mà ở ngoài Hà Nội thì đi thăm Lăng Bác rồi. Còn mấy bạn mà ở xa xa như kiểu thành phố Hồ Chí Minh, rồi ở trong mấy cái tỉnh miền Tây, rồi các kiểu miền Trung, rồi các kiểu mà muốn đi thăm Lăng Bác thì rất là khó. Chắc chỉ có coi lên TV thôi. Mấy cái trạm dừng chân này cũng tắc nghẹt xe á anh em. Nói chắc là do cũng chừng đang di chuyển ra Hà Nội chưa biết thăm Lăng Bác ấy, cho nên là không còn chỗ đậu luôn. Xem clip nha, đó, xem clip ủng hộ cho bấm một like cũng như là một đăng ký kênh nha. Anh em là mà muốn mua cái skin này á thì vẫn có ghim cái đường link ở dưới phần mô tả đấy. Anh em vô đó coi chi tiết hơn về cái skin, giá cũng giá nó khá là rẻ thôi, 30k thôi anh em. Đây chúng ta có thể mua, chúng ta chạy về kỷ niệm ngày 2 tháng 9 và cái kiểu chỗ này muốn qua mặt nhưng mà không qua mặt được anh em ơi, do là qua mặt thế này sao qua được, đường đèo nó nhỏ xíu à, cái thằng phía trước nó chạy chậm quá, có thể nào chạy hồi hút đít nó không ta. Đấy anh em đó, mặt trời đã lên rồi đó anh em, đấy. Trời đã lên trên cao. Ngoài cái skin 2 tháng 9 này thì vẫn còn bán một số cái kim của con Haku này với con hai em cô đó, thì anh em có thể vào cái đường link em tham khảo nha, giá thì cũng có luôn ở trong cái bài viết chi tiết rồi đó, anh em thích cái nào thì cứ DM em hỏi nha. Đó, đường link Facebook thì cũng để ngay ở dưới phần mô tả rồi. Xe này sao nó lại không có biển số xe đây ta? Xe em có biển số 4. Đi ngày lễ mà không gắn biển số luôn, hoặc là độc đáo. Bác này cái đứa là một là mua xe ở Mộc Châu, rồi đang trên đường chạy về Hà Nội. Nếu mà bác này mà mua xe rồi mà chạy về Hà Nội, mua xe lâu rồi là bị sút ngay. Mà xe này còn mới, chắc là mới mua trong ngày luôn này luôn anh em ơi. Mua xe vào ngày 2 tháng 9 luôn, chắc là đang được có những cái chương trình khuyến mãi giảm giá đồ các kiểu, cho nên sẵn là bác xúc luôn. Đấy em thấy không, nãy giờ thì chúng ta đi đường á toàn là đường đèo không à, rất là nhỏ luôn, cho nên là không thể nào chúng ta vượt mặt được ở những khúc này. Khúc này vượt thì rất là khó để mà né.
vừa y chang luôn á, nó làm gì hả? Đấy, chỗ này còn đang sửa đường ở đây anh em. Đó, chào mừng ngày Quốc Khánh. Nè, thấy xịt gì không? Nè, cái bảng viết trước của con xe nè. Đó, chào mừng ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đấy. Đó. Chắc nó đang là cái đường, cái bảng báo ở phía bên đây mà thấy không, nó có cái đường dốc đi lên mà cái biển báo màu vàng á, là nó đang thông báo cho mình là phía trước lên dốc á, lên đèo á. Ra Hà Nội, lăng Bác ở ngoài Hà Nội mà. Trời ơi, cái bạn thấy nó lên dốc không? Ở Mộc Châu ấy, ở Mộc Châu mà ba muốn đi ra Hà Nội là ba phải đi mấy cái đường đèo như thế này nè, tại vì Mộc Châu nè, Sơn La nè, là mấy cái chỗ mà đường mình Bắc á, nên đèo nhiều lắm, y chang như cái đường mà ba đi lên Đà Lạt á, và thấy giống cái đường đi Đà Lạt không, nó chỉ khác cái là nó không có cây thông. Nè, nhìn nè, đó, ba thấy nhà dưới không, đó đèo á. Đó. Đó, chào mừng ngày 2 tháng 9 đó. Chỗ này cứ bò lên thế này hoài thì bao giờ mới qua được cái nè, là cái bản biển báo lên dốc đó bố. Ba đi đường đèo là ba sẽ thấy cái mấy biển báo đó thường xuyên lắm. Còn ở đây thành phố ít khi nào. Ok anh em, bây giờ chúng ta đã qua xong cái đèo rồi anh em ơi. Đấy, qua được một đoạn rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi một đoạn nữa thì chắn là nó chúng ta sẽ có này mời ha. Đây chúng ta sẽ chạy đi một đoạn nữa. Anh em đi về Mộc Châu rồi các kiểu thì đường đèo rất là nhiều, cho nên là chúng ta không có nên chạy nhanh. Đấy, chậm chậm mà nó chắc, chứ mà chúng ta chạy nhanh quá chúng ta không làm chủ được tốc độ nên rất là nguy hiểm trong những cua nè, khúc quanh quẹo rồi các kiểu anh em. Đây phía trước lại là một cái
một cái dốc nữa anh em thấy không? Đây phía trước là lên một cái dốc nữa nè. Anh em chúng ta sẽ bò từ từ để lên cái dốc này ha. Cả năm thì mới có một cái ngày 2 tháng 9 anh em. Đây. Cho nên là nếu anh em mà cần lăng Bác thì chúng ta nên bỏ thời gian ra chúng ta đến viếng thăm Bác Hồ ha. Ôi, cái bác ô tô con đó qua mặt luôn nhờ. Gấp rút gì mà qua mặt bác ơi. Đấy, giờ qua mặt kiểu này giờ bắt luôn. Ê, bắt nó lên. Đúng là đỉnh thật đó chứ. Cái bác đó làm mình bị tụt số anh em. Cũng may là cái khúc này á nha, là cái khúc mà mình đã lên đèo rồi nha. Cái khúc mà mình xuống đèo á, cái khúc mà ở trên đang ở cái đỉnh đèo này làm sao mà thấy nó tụt xe luôn anh em ơi. Đấy, qua mặt mà gì đâu mà tấp vô ngay xe luôn. Đâu, nó còn chạy phía trước kìa bố. Mà con đang chạy phải không? Cái hai chiếc xe con này nè, nó chui vô đây làm chết máy luôn. Mấy con xe con này nó chạy ẩu lắm. Ỉ nó nhỏ rồi nó lên nó chạy ẩu. Đấy. Đó, nó chui ở giữa đó không? Mà cái chiếc kia nó vừa nhá đèn nó tắt luôn liền. Đó là mình phải bóp thắng lại. Là mấy con này ba thắng lại ba đập con là nó bị tuột dốc liền. Không giữ con á, nó tắt máy. Đấy trời sáng nè, trời hơi sáng sáng nè. Nay làm gì mà đông xe dữ vậy không biết. Hướng này là hướng về Hà Nội nè. Đấy chắc là cũng rất là nhiều anh em đang về Hà Nội. Đấy, ba thấy không phía trước nè. Qua mặt nữa nè, thấy không? Đó. Thấy cho em chậm cái là qua mặt. Xe cảnh sát á. Cái chiếc hồi nãy đi qua mặt là chiếc cảnh sát á. Đó nè, xuống dốc nè ba. Hồi nãy lên cho mình xuống nè. Thôi hai bên đá không nè. Đó. Đá không. Mà nó có cái cây thanh trắng ở bên đây nè. Nên cũng an toàn ấy. Chiếc này nó mới qua mặt nè. Cái chiếc Honda nè. Lạ thiệt, mấy chiếc xe ô tô trong đây không có chiếc nào có biển số hết. Chạy chui luôn. Nè, xuống dốc nè, hồi nãy lên giờ xuống. Đấy, xuống dốc cái là tới Hà Nội. Đường về làm sao qua mặt ta. Đấy. Xe chạy một chiều là một, còn hai là cái đường dốc nó khúc cua á. Không thấy được cái chiếc xe đối diện, cái chiếc đối diện mà nó chạy. Đâu qua được. Nó con á, xe nó nhỏ nó chen qua cái mồm à. Con mình nó dài quá thì chịu thôi. Đấy. Cái chạm dừng chân nè. Thấy không? Cái chạm dừng chân nè. Đó, nè, dành mình chân nè. Có xe máy nữa nè. Này mà chạy ở dưới thành phố nè, nãy giờ đạp qua mặt lâu rồi. Ở đây đạp cũng được.
Nhá đèn cho nó thấy nó nhường mà, thấy không? Nó nhường lại, nó nhường á. Thấy qua được hai chiếc xe con này. Cứ qua được hai chiếc xe con thì cái con này, cái con ở phía trước là cái con khó qua nhất. Tại vì nó to quá. Và mình không thấy được cái ở phía trước nó là xe gì nữa. Chỉ có nước mình nhá đèn như thế này rồi mình chỉ có nước mình nhá đèn như thế này nè. Đó. Rồi mình thăm dò ở phía trước như thế nào thôi. Rồi nó không cho qua là nó sẽ không có. Nếu mà nó cho bao qua thì nó sẽ chớp đèn xi nhan ở phía bên đây. Nó cho mình qua, còn giờ nó không cho qua thì vậy thôi. Đó. Không cho qua thì mình sẽ tìm cách mình vượt mặt, nhưng mà cái này vượt cũng được. Chuẩn bị rẽ trái. Cái gì vậy trời? Ồ, nó còn lui đây nữa. Cái gì? Bạn thấy ở phía trước có nguyên đoạn không? Không chạy. Và hai chiếc xe phía trước nó đậu ra xa cả khúc luôn rồi nó không chạy. Đây cái bản đồ đây. Đây Hà Nội Ninh Bình là rẽ trái quốc lộ 6 nè. Kim Bôi Thanh Hóa. Đấy, chúng ta đi Hà Nội Ninh Bình là phải rẽ trái nè. Rẽ trái. Trời ơi, chiếc xe đó hên quá, nó cua rồi. Nó đi rồi, nó đi Thanh Hóa rồi. May quá. Cái thằng đó nó chạy kỳ quá. Đang chạy nó thắng lên, mình đâu có thắng kịp. Ồ, đường trống thế này vậy. Ồ, ghé đổ xăng phát nó chạy nãy giờ. Nè, đổ xăng nè. Xăng nè. Ủa, 134 lít rồi thấy không? Thôi đổ 134 lít tổng tiền 5.170.000. Rồi xăng mùa dịch lên giá gớm nha. Không biết đi chuyến này về được bao nhiêu tiền nè. 5 triệu thấy lỗ rồi. Thôi cái thằng kia chắc cũng ghé đổ xăng á. Nó đang đứng nó chờ mình rồi. Đó, nó vô đổ xăng rồi thấy không? Đấy, bây giờ là chỉ về bắn về Hà Nội nữa là xong. Mấy cái đường đèo giờ nó cũng giảm bớt rồi nè. Đó. Đường trống nè, thấy không? Đó, đường nó đâu còn xe nhiều như nãy đâu. Bắn về Hà Nội thôi. Sáng rồi, bỏ mở đèn luôn. Trời sáng rồi. Trời sáng mà ngồi trong xe khách thấy nó tối hùi à. Tại nó dướng tấm kiến nè ba. Thấy còn ba đi ra ngoài mà thấy là trời sáng chừng thấy không. Đó, mà ngồi trong xe khách nó tối hùi à. Nó dướng tấm kiến. Đây, bây giờ phút này làm có thể bắn qua mặt được nè. Có cái ông đi xe máy nữa chứ. Một đoạn dốc nguy hiểm. Xuống dốc nè. Ai xuống dốc là phải đập thắng nhiều đi.
Đó, mà thấy cái đường dốc không? Ừ, nó cua xuống y chang như là cái hình ấy đó, hình chữ F vậy. Bên là đá nè, bên đây là núi vực thẳm. Về Hà Nội mà sao xa dữ vậy ta? Xuống thành phố rồi đó, hồi nãy lên kia đèo dốc cái kiểu, nó đây là gần tới Hà Nội rồi. Hồi có ông kia đi chiếc cái ấy nó mặc cái đồ có lá cờ Việt Nam nữa. Trời ơi chạy ba không đâu, nó nguy hiểm luôn. Ghé bến xe Hà Nội. Đường rộng hơn nãy rồi thấy không? Cái này là có qua mặt được cũng qua được nè. Cái còn khúc nãy đâu qua được. Cái biển báo á, quốc lộ 6 Xuân Mai. Đấy, Xuân Mai Hà Nội. Đi thẳng. Qua wow, ngồi nãy giờ edit quá. Ok anh em ơi, chúng ta đang gần tới Hà Nội rồi ha. Tại vì trong game mà nó chưa có cái lăng Bác, cho nên là mình sẽ không có ghé lăng Bác được, mà mình sẽ ghé ở bến xe Hà Nội. Đấy, rồi mấy cái xe khách đi dưới đến lăng Bác gì đó. Chứ trong game thì chưa có lăng Bác anh em ơi. Đó, chúng ta ghé ở bến xe Hà Nội ha. Đó. Tới đây là chúng ta đã về tới Hà Nội rồi. Chúng ta không có còn ở trên Mộc Châu nữa. Sau một cái chặng đường này gọi là nó gian nan, vất vả, quanh co các kiểu, anh em chúng ta đã dần dần đặt chân đến Hà Nội. Đây biểu tình hay gì vậy trời. Không, do trong game mà, cho nên là nó ảo ảo vậy đó bố ơi. Hay khoan, cái chỗ này sao nó lại
chỗ này đang có cái vụ lùm xùm vậy đây em ơi. Hồi nãy có mấy người cầm cái bảng đi qua đi lại, đi qua đi lại, chả biết làm gì. Đó, xe cảnh sát giao thông á. Cảnh sát đến để dẹp loạn 12 sứ quân này. Đường đỏ 7:55 ghê thiệt, chạy hơn 3 tiếng luôn. Dám đâu con đi từ Mộc Châu xuống Hà Nội xa lắm á. Ở ngoài đời là hơn 3 tiếng luôn. Thì đương nhiên nãy giờ cũng hơn nửa tiếng chứ ít gì mày. Rồi cũng hơi đích chứ bọn mày tưởng. Buổi sáng sương mù nhiều hay sao mà nhìn cái nó mình bị đi thẳng mù mịt vậy không biết. Rồi ở chỗ này đẹp dữ ta, ở hai bên có sông suối sông gì lưa hết trơn. Ok đêm đây là chúng ta sắp kết thúc cái chuyến hành trình anh em nha. Bạn sẽ ghé cái bến xe Hà Nội, bởi vì không có lăng Bác ấy cho nên mình sẽ ghé bến xe Hà Nội đó. Thì cái chuyến xe kỷ niệm ngày 76 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, ngày bất cánh thống nhất đất nước này đến đây sẽ tạm dừng anh em nha. Anh em nào muốn mua skin thì ở dưới phần mô tả video có một cái đường link đó, anh em có thể vào đường link đó chúng ta tham khảo, có rất là nhiều skin luôn, giá rất là phải chăng đó. Anh em có thể chọn một cái skin để chúng ta chơi. Đặc biệt là anh em nào livestream thì có thể là mua skin 2 tháng 9 này về livestream cũng được nè. Ở phía bên tay trái của chúng ta anh em, bến xe Hà Nội đang xuất hiện trước mặt. Có một cái cầu đang xây dở trên đây đây. Nó có cái cầu đang xây đây. Lần sau về Hà Nội là chúng ta sẽ chạy trên cầu thôi chứ không còn phải chạy dưới đường dưới này nữa đâu. Trời sáng. Ok anh em vẫn sẽ ghé bến xe Hà Nội. Ủa? Chỗ này nó đâu cho vô? Nó để cấm chạy ngược chiều kìa. Vậy là cái cổng đó là cổng đi ra rồi. Mình sẽ tìm cái cổng đi vô anh em nha. Đây, bến xe Yên Nghĩa. Đây, cái cổng rô là cổng này rồi. Đấy, cổng hồi nãy đâu có cho vô. Đây lối vào đây anh em ơi. Đang tìm đường đi mới. Nghe gì hồi nãy vô cổng đó để ngược chiều. Bến xe mà bố. Bến xe này lớn nhất ở Hà Nội mà. Đấy nó có chữ B là chỗ đậu ấy. Vô đây rất là nhiều xe nè, có xe Phương Trang rồi các kiểu vân vân. Rất là nhiều luôn. Mà thấy quá trời xe luôn phải không? Xe rất là nhiều. Giờ là tìm chỗ đậu thôi anh em. Tấn làm gì?
tìm độ chìm thay thế. Chúng ta tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm thôi em ơi. Ok, mình sẽ chui ở bên kia ha. Ai nó có cái mũi tên thì anh em sẽ chui bên kia mà đậu. Ok em ơi, đấy chuyến xe chúng ta đã tới rồi, tới nơi rồi, mời bà con xuống xe thôi. Rồi ai có hành lý thì lấy hành lý, ai không có hành lý thì khỏi lấy nha. Hành lý, hành khách đang cho xuống xe. Ok anh em, vậy là cái chuyến xe vẫn đã hoàn thành ha, hoàn thành cái chuyến hành trình hôm nay là chúng ta đã đưa khách từ khách sạn Mộc Châu đi về Hà Nội để mà viếng thăm Lăng Bác, và hiện tại là chúng ta có mặt ở bến xe Hà Nội đấy, và khách sẽ tiếp tục di chuyển đến Lăng Bác bằng cái phương tiện mà họ chọn nha. Ok, thì video mà đến đây là hết. Anh em nào mà cảm thấy video hay thì cho xin một like. Anh em nào mà xem mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh Phương Mẫn, để sau này Mẫn ra cái video mới anh em sẽ nhận được thông báo và ủng hộ Mẫn tiếp nha. Skin này Mẫn đang bán với cái giá là 30k thôi anh em. Đó, anh em nào live stream rồi các kiểu chúng ta có thể mua skin về, chúng ta live stream để cho cái bay của chúng ta nó ấn tượng hơn vào ngày 2 tháng 9 nha. Chúc anh em một cái ngày lễ 2 tháng 9 thật là vui, hạnh phúc và an toàn bên gia đình nha. Đó, anh em có đi thăm Lăng Bác thì nhớ đeo khẩu trang cũng như là đem theo chai xịt giữa tay để cho chúng ta an toàn bản thân chúng ta nha. Đó, đường link mua skin thì vẫn đã ghi ở dưới phần mô tả rồi. Đó, anh em rảnh thì vào đó để chúng ta xem lên nhiều skin mới. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở chuyến xe lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình chuyến xe nghĩa tình tập 7 nha. Chúng ta kết thúc chuyến xe nghĩa tình ở lần sau luôn. Đó. Do hôm nay là ngày rất đặc biệt cho nên là muốn ngưng cái chuyến xe nghĩa tình một ngày để làm một cái skin kỷ niệm ngày 2 tháng 9. Đó, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ok, bây giờ thì bye bye anh em. Hẹn gặp lại ở anh em ở chuyến xe làm sao. Bye bye.